Ok, xin chào tất cả anh chị em đã đến với chương trình cổ phiếu 10 phút của Team Tech Profit và Linh Phan. Hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho anh chị em một cổ phiếu hàng đầu của ngành xây dựng cơ bản, một cổ phiếu mà đang tăng giá rất tốt trong thời gian vừa qua. Vậy cái tiềm năng tăng giá vừa rồi nó còn được tiếp diễn hay không thì Linh sẽ chia sẻ cho anh chị em trong cái video cổ phiếu 10 phút dưới đây. Và đó chính là cổ phiếu HBC. Vậy HBC liệu có vươn lên từ đáy của ngành xây dựng hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Ok, HBC vươn lên từ đáy của chu kỳ xây dựng. Và như thường lệ thì Linh sẽ chia sẻ theo 3 phần chính. Một là cổ phiếu này có an toàn đầu tư hay không. Cái thứ hai là HBC có tiềm năng tăng trưởng gì trong 2021 và định giá sơ bộ. Có thể nói rằng HBC là một cổ phiếu làm mưa làm gió giai đoạn 2016-2017 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và thời điểm đó nếu như mà cổ đông nào không có không nhà đầu tư nào không sở hữu cổ phiếu HBC trong tài khoản có lẽ là rất là có lỗi với lại gia đình và người thân, bởi vì HBC đã có một cái giai đoạn tăng giá rất khủng khiếp và thậm chí là cái tốc độ tăng giá của HBC còn ấn tượng hơn doanh nghiệp xây dựng đầu ngành thời điểm đấy là CTD rất nhiều đó. Nhưng chúng ta hình dung rằng HBC hay CTD hay những cái doanh nghiệp về xây dựng khác là nó nằm trong một cái ngành mà có biến động rất là mạnh. 2016-2017 là đỉnh của ngành xây dựng và bất động sản. Nhưng chúng ta đã thấy là xây dựng bất động sản đã trải qua những cái năm là 2018, 2019, 2020 rất ảm đạm. Và chúng ta thấy rằng là 2021 bắt đầu là cái ngành xây dựng của bất động sản nó có những cái tín hiệu dần dần nó tích cực hơn. Vậy HBC liệu có quay trở lại cái thời kỳ vàng kim của mình hay không? Đầu tiên là đánh giá về rủi ro, bởi vì Linh luôn luôn muốn là tập trung vào rủi ro trước để xem là chúng ta có liệu là đủ an toàn để chúng ta đầu tư hay không. Thì đối với đòn bẩy của HBC về mặt tài chính là HBC thì có nợ vay trên vốn chủ khoảng 27%, thì thực tế rằng là đây là cái đòn bẩy có thể chấp nhận được đối với một doanh nghiệp về làm về xây dựng đó. Nhưng có một cái vấn đề mà Linh cực kỳ lưu tâm ở đây và recommend anh chị là phải chú ý rất kỹ cái khoản mục này. Đấy chính là đấy, khi mà đánh giá chất lượng tài sản của HBC, chúng ta thấy rằng là HBC có một cái tỷ trọng khoản phải thu rất lớn trên tổng tài sản, đâu đấy là xấp xỉ 70%, cụ thể là 67% tài sản của HBC là khoản phải thu. Và mình có tìm hiểu cái thuyết minh của HBC trong khoản phải thu này thì chủ yếu là gì ạ? 5.000 tỷ trong 10.000 tỷ khoản phải thu, thì đâu đấy có khoảng 5.000 tỷ là khoản phải thu, 4.200 tỷ chính xác hơn là 4.200 tỷ là khoản phải thu đến từ những đối tượng khác không được thuyết minh rõ ràng. Tiếp theo nữa là 5.000 tỷ khoản phải thu đến từ cái việc là khoản phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Và đây Linh cắt nghĩa một chút xíu, HBC đã có cái giai đoạn tăng giá rất mạnh trong 2016-2017 cũng chính là nhờ chính sách là book khoản phải thu rất nhiều, tức là hạch toán doanh thu nhưng không thu được tiền, và đây là gì, không thu tiền theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Mình cắt nghĩa kỹ hơn nữa đó là gì ạ, một cái doanh nghiệp đúng không ạ, một cái chủ đầu tư họ thuê một cái nhà thầu, ví dụ ở đây là HBC, thì thông thường là sẽ làm theo tiến độ, ví dụ như làm theo từng tầng một đúng không ạ, và nộp tiền theo hoặc thiện theo từng cái tiến độ, hay là block A, block B, block C, từng block nhà một. Và khi mà làm xong block A thì theo quy trình là gì ạ? Chủ đầu tư họ sẽ nghiệm thu. Chủ đầu tư họ sẽ nghiệm thu, nếu họ họ nghiệm thu ok thì lúc đấy HBC mới được nhận tiền đúng không? Và lúc đấy hạch toán doanh thu. Nhưng do là gì ạ, HBC muốn đẩy cái lợi nhuận, đẩy cái doanh thu của mình lên, và có thể là giai đoạn đấy là muốn tập trung vào cổ phiếu, vào giá cổ phiếu, nên là HBC đã gì ạ? Hạch toán vào rồi, khoản phải thu theo tiến độ và xây dựng. Tức là gì, khi mà làm xong block A chẳng hạn thì đáng lẽ bước tiếp theo là chủ đầu tư họ sẽ phải nghiệm thu, nhưng HBC hạch toán luôn vào cái khoản là gì, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Vậy thì ở đây nó sẽ có một cái rủi ro là gì, HBC lúc đấy có hạch toán doanh thu, có lợi nhuận, nhưng cái chất lượng của doanh thu và chất lượng lợi nhuận nó là một dấu hỏi rất lớn. Bởi vì giả sử trong trường hợp là nếu như chủ đầu tư đấy họ không nghiệm thu, họ nói rằng HBC làm không đúng tiến độ hoặc là làm sai bản thiết kế, thì họ không nghiệm thu cái dự án đấy nữa, không nghiệm thu cái cấu phần đấy nữa, thì rõ ràng là lúc đấy là HBC sẽ không thu được tiền, hoặc là sẽ phải làm lại mất thời gian hơn, đẩy chi phí lên. Thì rõ ràng là đây là một cái cách hạch toán doanh thu khá là aggressive đối với HBC, và chúng ta sẽ phải chú ý cái vấn đề này. Và thực tế là mình cũng đã chú ý cái vấn đề này ở trong năm 2016-2017 đó. Và
ở giai đoạn này chúng ta thấy là khoản thu nó vẫn chiếm thị trọng rất lớn, và HBC vẫn đang áp dụng cái cách hạch toán này vào trong cái hoạt động xây dựng của mình. Nhưng đương nhiên là chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể hiểu được là cái mong muốn, cái ý chí của ban lãnh đạo đó là đang muốn là đẩy doanh thu, đẩy lợi nhuận lên, đúng không? Thì rõ ràng là thì giá cổ phiếu nó sẽ có biến động tích cực. Chúng ta hiểu cái điều đấy và để cái rủi ro đấy ở trong đầu, để khi mà nó có xảy ra, cái rủi ro đấy nó có xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có action sự là hợp lý. Và mình luôn luôn là mình so sánh là nếu như để chọn về mặt cơ bản giữa CTD và HBC thì chắc chắn là CTD sẽ tốt hơn rất nhiều so với HBC. Tuy nhiên cũng giống như ví dụ so với ngành khác, tức là giống như Hòa Phát với Hoa Sen và Nam Kim thì chắc chắn là Hòa Phát là gì, cơ bản tốt nhất ngành, nhưng mà chưa chắc cái tốc độ tăng giá nó đã bằng những cổ phiếu mang tính hơi hướng đầu cơ hơn khi mà cả một cái ngành nó phục hồi. Đấy là Nam Kim, đó là Hoa Sen, thì cái tốc độ tăng giá của Hoa Sen và Nam Kim có khi nó còn ấn tượng hơn. Do vậy là gì, chúng ta hiểu cái rủi ro khi chúng ta đầu tư vào HBC, nhưng ở trong cái giai đoạn mà uptrend của cái ngành xây dựng cơ bản thì có thể là bet cái tỷ trọng vàng HBC thì có khi là sẽ cái tốc độ tăng giá của HBC nó ấn tượng hơn CTD chẳng hạn. Đó, thì đấy là mình clear một chút về những cái rủi ro mà chúng ta gặp phải khi chúng ta đầu tư vào cổ phiếu HBC. Cơ cấu cổ đông của HBC thì cũng khá là phân tán, mặc dù là gia đình anh Lê Viết Hải, ở đây chúng ta thấy là anh Lê Viết Hải là nắm khoảng 16%, nhưng bên dưới chúng ta thấy là có Lê Viết Hưng, Lê Thị Anh Thư, đúng không? Lê Viết Hiếu, ở đâu đấy cũng nắm đâu đấy khoảng tầm 3% nữa, thì đâu đó total thì gia đình anh Hải nắm khoảng 20%, sắp chỉ 20% cổ phiếu của HBC, và ngoài ra có một số những quỹ đầu tư cũng khá là uy tín ở đây. Đó. Và trước đây chúng ta thấy là HBC cũng đã có một cái lùm xùm đối với FLC về cái khoản thu, nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy là trong quý 3 vừa rồi thì Hòa Bình đã thu được 160 trên 285 tỷ công nợ tại FLC, và điều này cũng góp phần làm cho cái dòng tiền của HBC nó sẽ được cải thiện một cách tốt hơn. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ ngó qua cái tình hình kinh doanh của HBC một chút xíu. Chúng ta nhìn thấy là biên lãi gộp và biên lãi dòng nó đang có cái sự suy giảm rất mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì là cái yếu tố của ngành xây dựng là gì, nó theo chu kỳ, đỉnh của nó 2016-2017, và đến bây giờ chúng ta thấy là nó vẫn đang mon men ở cái vùng đáy. Tuy nhiên là khi chúng ta quan sát là gì, tin xấu nó ra rất nhiều, biên lợi nhuận và cái chỉ số về ở đây hình bên phải chúng ta thấy là lợi nhuận sau thuế, đúng không, nó đang ở cái vùng đáy rồi, rất là thấp rồi, mà giá cổ phiếu không giảm thêm nữa. Và chúng ta thấy là quan sát rộng hơn, chúng ta thấy là những cái cổ phiếu của bất động sản này, những cổ phiếu của vật liệu xây dựng này, nó tăng rất là tốt trong thời gian vừa qua, thì có thể chúng ta hình dung được rằng là cái ngành xây dựng bất động sản nó đang có cái sự hồi phục nhất định theo ngành. Và đương nhiên là không phải là cái ngành nó tạo đáy nó hồi phục thì cái kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HBC hay những doanh nghiệp xây dựng khác nó được cải thiện ngay lập tức. Đó, chúng ta hình dung ở đây là như vậy. Đó, ở đây chúng ta có những triển vọng gì? Đầu tiên là chúng ta thấy là cái số lượng hợp đồng ký mới tăng mạnh. Đó, ký mới tăng mạnh. Thì tính đến tháng 10 2021 thì cái tổng lũy kế backlog của HBC nó đã lên đến khoảng 16.000 tỷ, và có hai cái dự án mới ký, đấy là Heritage Westlake 1.800 tỷ và dự án nhà ở thấp tầng Long Biên khoảng 202 tỷ. Đó, cộng với lại cái chu kỳ ngành nó đang có cái dấu hiệu hồi phục, chúng ta có thể kỳ vọng ở cái việc là cái gói hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid với những cái dự án nhà ở xã hội chẳng hạn, và cái thứ hai là phụ thuộc vào những cái gói đầu tư công hậu Covid nữa, thì kỳ vọng rằng là cái dòng vốn đổ vào lĩnh vực xây dựng bất động sản nó sẽ tăng lên. Đó, và mới nhất chúng ta thấy là ngày 20 tháng 12 HBC cũng đã trúng thầu đâu đấy khoảng 417 tỷ, tức là bắt đầu là có những cái đơn hàng mới có quy mô, có giá trị nó về với HBC, và bây giờ thì HBC đang trở thành một cái doanh nghiệp đầu ngành, đúng không? Doanh nghiệp đầu ngành xây dựng khi mà anh Dương và CTD đã không còn trèo lá CTD nữa thì CTD bây giờ đã rơi về vị trí thứ hai, thế còn HBC chúng ta đã thấy là vươn lên vị trí số 1, và hiện nay thì đang thực hiện tái cấu trúc, thoái vốn của một số những cái dự án bất động sản để tập trung chủ lực cho cái mảng xây dựng trong năm tới. Và ngoài ra thì HBC bây giờ cũng sẽ đóng góp vào cái vai trò mới, là vai trò tổng thầu EPC của các cái dự án điện mặt trời đó, cũng như là một số dự án điện gió. Và cái điều mà anh Hải, chủ tịch của HBC, anh cũng có
tham vọng đấy là đưa HPC không chỉ nằm trong phạm vi của Việt Nam mà tham gia những cái gói thầu ở nước ngoài. Và 2011 thì HPC cũng đã có những cái dự án ở nước ngoài, ví dụ Malaysia chẳng hạn và những cái khu vực Đông Nam Á. Chúng ta thấy rằng là, và bây giờ cái tham vọng đấy nó lại quay trở lại một lần nữa đối với anh Hải, và anh ấy cho rằng là cái giá trị gói thầu và cái biên lợi nhuận của cái mảng nước ngoài này không thua kém gì cái mảng thị phần trong nước, và hy vọng rằng là cái định hướng này của HPC nó sẽ là mang tính dài hơi hơn, đúng không ạ? Thì đấy là mình điểm qua một số những cái mà chúng ta có thể thấy là kỳ vọng của HPC. Về mặt định giá, chúng ta thấy rằng là về mặt định giá, nếu mà xét thuần theo chỉ số P/E thì hiện nay là P/E của HPC là trên 40 lần đó, còn EV trên EBIT là khoảng sắp xỉ 20 lần, P/B khoảng 0.9 lần. Có lẽ rằng chỉ có P/B là nó cảm thấy là nó hợp lý thôi, còn cái mức định giá kia thì nó hơi cao. Nhưng chúng ta hình dung rằng là đối với một cái cổ phiếu chu kỳ thì cái mức định giá cao thì thường, với PE cao thì thường nó lại đáy của ngành, còn PE thấp thì nó là đỉnh của ngành, bởi lúc đấy là gì ạ? EPS của cái doanh nghiệp khi mà đáy của ngành rất thấp, trong khi giá nó không giảm được nữa thì PE rất cao. Nhưng mà khi mà cái EPS nó tăng trưởng, đúng không ạ, và cái PE gần như là nó tăng chậm hơn cái tốc độ tăng của EPS thì tự nhiên là PE nó lại thấp đi. Nên là nếu chúng ta áp dụng cách máy móc, PE thấp thì là rẻ, PE cao thì là đắt, thì ở trong trường hợp này không chính xác đối với cổ phiếu chu kỳ như là HPC. Và chúng ta đã từng chứng kiến là năm 2016-2017 HPC đã có những cái mức EPS lên đến trên 6.000. Thì mình chỉ lấy giả sử là ok 6.000, mà chúng ta mình chỉ giả sử là cái ngành chu kỳ ngành nó đã tạo đáy đi lên, thì khi mà ở đỉnh của cái chu kỳ xây dựng bất động sản nó tăng trưởng đỉnh, có thể HPC nó sẽ quay trở lại cái mức EPS là khoảng 6-7.000 chẳng hạn. Thì với cái mức PE hợp lý của cái ngành xây dựng bất động sản ở đỉnh chu kỳ nó khoảng 6-7 lần, thì chúng ta đâu đấy sẽ có một cái mức định giá rơi khoảng từ 35-40.000 cho HPC trong khoảng tầm 1-2 năm tới, khi mà cái ngành xây dựng nó tăng trưởng mạnh trở lại, đúng không ạ? Thì đấy là cái mình chia sẻ về cổ phiếu HPC. Và trong giai đoạn này chúng ta thấy là HPC đã có mức tăng giá rất là tốt và đã tạo đáy xong và bắt đầu là đang quay trở lại trong một cái uptrend. Đó, thì mình cũng hy vọng rằng HPC sẽ sớm quay trở lại cái thời kỳ hoàng kim của mình. Tuy nhiên là anh chị em chúng ta cũng nên để ý về cái chu kỳ của ngành, và cái thứ hai nữa là cái cách hạch toán doanh thu của HPC thì nó tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Thì đó là toàn bộ cái phần chia sẻ của mình về một cổ phiếu được rất nhiều anh chị em quan tâm trong thời gian vừa qua, đấy là Hòa Bình, xây dựng Hòa Bình HPC. Và nếu như anh chị em cảm thấy video này hay, có ích, cung cấp về mặt thông tin cho anh chị em, thì anh chị em có thể là bấm like để ủng hộ Linh và bấm subscribe để chúng ta có thể là theo dõi những video về phân tích về cổ phiếu tiếp theo trên kênh của Tech Profit. Sẽ có rất nhiều những video và livestream để chia sẻ với mọi người. Hãy bấm nút chuông để được nhận thông báo khi mà có những cái video và những livestream mới ra của team. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.